Lấy dụng cụ nào. Đây có cái tủ xốp bé bé mang theo các bạn ơi. Em Tuấn bỏ cái áo mình ra đây. Hôm nay chúng ta sẽ lên cái đồi con cắt lá này nhá các bạn nhá. Trở về Đông Bắc thì ở khu vực này đồi núi chập trùng này thì các bác biết đấy, dễ dàng có những cái tổ ong cắt lá to. Hôm nay thì là một những cái tổ như thế. Cắt lá ở đâu chìa khóa em để đâu? Tí nữa này ô tô vào vướng mà thấy có vết ô tô. Không không vào không vướng đâu. Tắc tơ thôi. Không vướng đâu, không vướng được đâu. Đi. Này bốn người đánh một tổ tại thấy nó to quá các bạn, thấy nó bay nhiều, chưa biết là được bao nhiêu cân nhưng mà anh em đoán sơ sơ là cứ 7-8 cân rồi. Mình lâu lắm không nhìn thấy những tổ ong nó bay nhiều này nữa. Giờ cũng không tính toán được. Đường ở tận ngoài. Úi trời. Ngô này bắt đầu ra hoa mà nhỉ. Này ong khoái chắc là lấy đợt trước là lấy đấy. Có ong tận trên kìa. Úi trời. Ngô đang tầm ngon, tầm luộc ngon này. Vì là anh em năm nay nhiều đội hình nên là mỗi người đi qua một lượt đấy, là người thứ đội hình tiếp theo đi đến sau là nghĩ là anh em đi trước rồi nên là bỏ sót lại cái khe này. Nên là mới còn khá như thế. Hôm qua là đánh đi 1-2 ổ rồi. Lấy đồ đi sẵn. Cứ thích ăn một mình, đỡ ăn được hết rồi. Anh có đồ gì đồ. Ôi mệt quá. Thích vật có vật, sẵn, hết trong ba lô. Cái đồi này may là ít vắt đấy. Ôi cái đường quang nhỉ, phải nói ấy. Phải nói là tổ này là quang nhất mình từng thấy đấy. Theo chắc phải đến quay đến xe máy ấy. Ông theo đến xe máy các bạn ạ. Tầm này hoặc tầm này ngang ra này. Bởi vì nó còn bay lượn trên cây rẻ này thì nó phải tầm đằng sau này ra. Thấy rồi các bác ơi. Thấy rồi. To lắm phải không? Có khả năng là to lắm. Mấy cân Tuấn? Hả? 9 cân á? Ui dồi ôi. Mấy cân? 8-9 cân chắc chắn. Ôi xa. Ở đây nó xuống gốc không? 8-9 cân chắc chắn. Ôi đây họ chặt nứa đây mà không sợ nhỉ? Liều đòn thế. Chắc nó không còn bé. Sao lấy đường ở ngọn này? Ui lấy tốt em ơi. Lên đến tối mà làm sao lấy đường? Được, tốt. Cái kiểu cây như hôm trước cái ăn nó lộ. Tao lên tao đùng cái tổ tao đùng trước mặt tao không biết lấy gì nữa. Tổ này lấy thoải mái luôn. Sao không lấy được? Ủa cha. Có mấy quả đấy? Nhiều. Máy đánh bằng này. 3 pin à? Có anh 3 pin à? 3 pin. Đang đổi quạt quả máy pin máy các bạn. Đằng sau lại không để xuống hơi, đã cắt đi. Còn đang thời tiết ở trên Bắc mình thì lạnh dần rồi nên là ong cái ong nó phát nó có vẻ là
đi nó cũng chậm hơn. Xong rồi nó không có phát hiện nhanh như kiểu ở dưới bữa trước mình ở lưới cũng đánh cái loại cát lá này thì ong nó tầm này ở gốc là nó đã xuống ầm ầm rồi. Xong rồi ở dưới đấy thì nó có gió nhiều. Quên nó lắp pin đằng sau rồi. Nó đảo chiều. Hai quạt mà, áo Tùng hai quạt. Hai cái nhiêu? Áo Tuấn là một quạt. Tất cả anh em đều đã mặc áo, ba chiếc áo được mặc ở trận này các bạn. Đây, trên Tùng thì khác biệt hơn thì em ấy đang đeo cái guốc của bên chân. Cái guốc này thì mình sẽ nói ở những cái video sau. Cái guốc này thì trèo cây rất là tốt nha các bạn nhé. Đó, Tùng đang mắc cái guốc vào. Bên kia thì Tuấn đang dùng chun để bó sát vào ủng. Vì cái chân quần của Tuấn nó hơi bị lỏng. Chun này cũng chính là cái chun mà các bác thấy bắn chuồn chuồn ấy. Vừa mang đi bắn chuồn chuồn vừa làm lấy được luôn, bảo hộ được luôn. Ê, Tuấn không có găng tay xanh à? Mà anh lấy cho một đôi. Đánh sướng lắm. Nhưng mà hai đôi đấy đấy. Sao đấy em? Mang ngược à? Ngược chân à? Cái mải để ý con ong. Lúc này thì tổ ong vừa mới xuống thăm dò anh em tôi một hai con, mà đấy đều đã bị anh em vụt đi rồi. Cái cây này thì chắc chắn là nó sẽ treo bên này treo bên kia đấy, nếu mà lúc lên đến ngọn kia em vậy. Khoảng cách tầm độ mười mấy mét Tuấn, từ gốc lên 12 mét thôi, 11-12 mét thôi các bạn, thấp thôi. Quạt đi lúc lên em mới bật à? Thì hôm qua anh Đích biết bật nên là em lấy tay kiểu gì bật? Rút tay ra. À. Nhưng mà sao em lại có thể mặc được cái áo chật thế nhỉ? Hôm qua anh mặc thấy chật lắm. Anh béo hơn em. À. Rút tay ra được á? Rút tay bên trong. Rút anh lên ngồi chờ các ông ở dưới làm vật làm biết. Ấy anh còn mang cả thuốc lá lên hút trong ấy. Sao hồi thở nó có quạt hút vào, quạt thổi ra mà. À. Cho nên khói nó không ứa ở trong đâu. Tùng kéo một cái đầu dây lên các bạn. Rồi các bác xem từ lúc mà Tùng chạm vào gốc cây nhá, cho đến khi ong xuống rất là nhanh luôn. Vô cái đấy đi. Anh không kéo đấy lên à? Tí nữa kéo lên. Mình nghe thấy tiếng ong. Kéo đấy lên nữa. À? Kéo đấy lên á. Ờ, anh kéo đấy lên thôi. Thế thì thừa dây nhiều lắm à? Biết thế rồi nhưng kệ nó. Em buộc đầu kia vào cái đấy nhá. Ờ. Thừa, ong xuống đến đây các bạn. Wow, các bác xem một trời ong xuống từ trên này. Đây. Một biển trời ong luôn. Đó, tấn công. Tấn công là những cái gì mà chúng ta có thể thấy rõ ràng nhất. Mình cho cái máy vào bên trong cái chỗ này để cho dễ hơn. Đen hết người rồi. Tùng tiếp cận với tổ ong rồi các bạn. Có thể chặt được cái cành dưới chân không Tùng ơi? Anh nhìn kìa. Kinh khủng khiếp chưa? Thank you.
thoát tươi này các bạn. We'll be right back.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
9 tầng, đó là người đầu nhé, đứng 9 tầng luôn. Này giờ thì chúng ta chỉ cần cắt ra như thế này thôi. Thử nhất xem nào, cân như thế về cân không có đúng chất, đúng như đây là thấy chỗ đậm cuối rồi. Đây lại thử trải nghiệm lại xem một cái nữa nào.